Thảo Bảo xin kính chào quý vị. Video ngày hôm nay Thảo Bảo phát sóng vào ngày 24 tháng 10 năm 2023. Theo đó thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay, cần chia sẻ ngày hôm nay. Nó liên quan đến một cái nhu cầu hồi hương đi về Việt Nam sống. Đã có rất là nhiều những cô bác anh chị xem kênh, họ cũng có để lại cái câu hỏi, họ cũng có cái sự thắc mắc, họ đặt cái câu hỏi, những cái câu hỏi đại loại nó như thế này. Thôi thì á, bây giờ nè, Thảo Bảo biết là về Việt Nam sống thì cũng có người muốn về và cũng có người không có muốn về. Nhưng mà một khi Thảo Bảo đang phục vụ chung cho cộng đồng người Việt của mình ở nước ngoài, ở hải ngoại, thì Thảo Bảo cũng xin được chia sẻ luôn. Và hiện nay thì cũng có nhiều cô bác anh chị ở nước ngoài, họ cũng có hỏi đó. Cô chú thì cũng có dự định là muốn đi về Việt Nam sống cái quãng đời còn lại của mình, hồi hương, về hưu, muốn đi về Việt Nam sống. Vậy thì cô chú, cái việc chọn mua một cái căn hộ chung cư nó tiện lợi hơn, hay là mình mua một cái miếng đất và sau đó mình cất nhà lên, cái nào nó sẽ tiện lợi hơn, cái nào nó sẽ hay hơn? Rồi cô chú cũng có hỏi thêm đó, nếu mà bây giờ cô chú xác định được cái phương hướng, xác định được cái phương pháp rồi, thì liệu là cô chú cần phải chuẩn bị những cái thủ tục gì, mang bao nhiêu tiền đi về Việt Nam thì sẽ đủ mua những cái căn nhà hay là những cái căn chung cư đó? Nói chung là cô chú cũng muốn Thảo Bảo tư vấn về cái chuyện chỗ ở, hay mình có thể gọi là an cư ở Việt Nam quý vị, dành cho những ai mà họ không có rành bất kỳ một cái chuyện gì ở Việt Nam hết nha. Thì thôi thì bây giờ nè, Thái Võ cũng xin được nói thẳng đó là tư vấn luôn. Về thì cũng có người muốn về thì cũng có người không muốn về. Thì thôi thì những cái lời tư vấn này Thái Võ dành cho những ai mà cần thiết muốn biết nha quý vị, thì mình có thể mình nghe qua những cái lời, những cái thông tin tham khảo như thế này. Thì đầu tiên Thái Võ muốn nói đó, khi mà cô chú đã xác định mình đi về Việt Nam mình hồi hương, có nghĩa là mình đã nắm rõ toàn bộ những cái điều mà mình nên về hay là không nên về, thì mình đã nắm rõ phải không? Mình đã xác định về thì đương nhiên là mình cũng biết được một phần nào quý vị. Cái thứ nhất mà mình cần phải chuẩn bị cho chu toàn trước khi mà mình về đó, đó là mình phải lo ổn thỏa mọi thứ ở nước ngoài. Từ cái chuyện nhà, cửa, xe, cộ, lẫn là mình cũng tìm hiểu luôn về cái chế độ tiền hưu, tiền già của mình sau khi mà mình về Việt Nam, thì mình lãnh tiền nó như thế nào cho nó tiện lợi là thứ nhất. Rồi khi mọi thứ đã êm xuôi rồi, thì cái thứ hai mà Thảo Bảo muốn cô chú nên chuẩn bị, đó là cái tâm lý của chúng ta trước khi mà mình về. Có thể là mình sẽ gặp những cái chuyện khó khăn trong cái khoảng thời gian đầu quý vị, chẳng hạn như là cái chuyện đi đứng nè, cái chuyện sinh hoạt nè, cái chuyện ăn uống nè, giấy tờ. Mấy cái này thì Thảo Bảo xin không được chia sẻ nhiều, vì là trước đó Thảo Bảo cũng từng chia sẻ rồi. Và do là ở đây thì cô chú hỏi cái chuyện mua chung cư, mua căn hộ chung cư nó sẽ tiện lợi hơn, hay là mua nhà nó sẽ tiện lợi hơn, cất nhà nó sẽ tiện lợi hơn, thì Thảo Bảo xin được tư vấn về hai cái phần này. Trước tiên đó thì mình nói về cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái chuyện khi mà chúng ta mua cái căn hộ chung cư trước nha. Và đầu tiên thì khi mà chúng ta nói đến cái việc ưu điểm của cái việc khi mà mình chọn mua một cái căn hộ chung cư quý vị tại Việt Nam á, trước hết thì Thảo Bảo xin được nói như thế này. So sánh với cái chuyện mà khi mà chúng ta mua nhà trên mặt đất, thì khi mà mình ở một cái căn hộ chung cư, nó sẽ cho mình nhiều cái tiện ích hơn. Nói về cái ưu điểm á, nó sẽ tiện cho quý vị trong cái việc thiết kế là thứ nhất, thứ hai là cái việc decor hay là mình bảo trì. Nếu như mà những ai mà mình cảm thấy mình thích cái không gian nhỏ gọn hay là ấm cúng, thì mình có thể mình mua một cái căn hộ chung cư. Thay vì nếu như mà mình mua nhà mà trên mặt đất mà xây sẵn đó quý vị, thông thường thì cái phòng ốc nó sẽ rất là lớn. Và đó là cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai thì đa phần là các cái tòa nhà chung cư hiện nay họ sẽ tích hợp nhiều cái tiện ích đi kèm quý vị. Như là thứ nhất là cái chuyện lễ tân 24 giờ, 24 tiếng nè. Thứ hai là dịch vụ an ninh nó cũng tốt hơn. Hồ bơi, cũng có hồ bơi. Phòng tập thể dục cũng có phòng tập thể dục. Công viên cũng có công viên. Siêu thị thì cũng có siêu thị luôn. Nó có đủ hết á. Và cái điều này thì có thể giúp cho quý vị một phần nào, mình có thể mình tiết kiệm được một cái khoản chi phí. Thái Võ nghĩ là cũng không hề nhỏ đâu nha. Và bên cạnh đó đó, thì một cái ưu điểm thứ ba Thái Võ muốn chia sẻ về cái chuyện khi mà chúng ta chọn mua cái căn hộ chung cư. Nếu như trong cái trường hợp mà quý vị có ít tiền, thì thực sự thì không thể nào mà mình mua được một cái căn nhà ở trên mặt đất mà gần cái khu vực trung tâm được hết á. Thực sự thì giá nó rất là mắc quý vị. Trong khi đó, nếu mà mình có ít tiền nha,
thì mình vẫn có thể mình mua được một cái căn hộ chung cư mà thuộc dạng mà đắc địa đó, ở gần những cái cửa hàng, hay là ở gần những cái chợ, hay là gần những cái trung tâm mua sắm tại Sài Gòn. Tuy nhiên thì khi mà mình đã nói đến ưu điểm, và đó là những cái ưu điểm quý vị, khi mà mình đã nói đến những cái ưu điểm thì mình cũng không thể nào mà mình không nói đến cái nhược điểm, phải không? Thứ nhất đó, khi mà quý vị mua một cái căn hộ chung cư thì nó cũng không có thể nào mà nó có cái không gian lớn và nó rộng rãi như là khi mà mình mua nhà đất được. Do đó, khi mà quý vị xác định mình sống trong một cái căn hộ chung cư thì có thể là nó sẽ khiến cho mình cảm thấy cái cảm giác mình bị chật chội quý vị, mình bị khó chịu. Và nhất là khi mà nhà của mình mà có khách khứa đó thì cái cảm giác nó bí bùng lắm. Và bên cạnh đó thì quý vị còn phải chấp nhận là như thế này, mình phải xác định là mình là giống kiểu như là đang là một công dân của trong một cái căn hộ, trong một cái tòa nhà đó đó, mình là một thành viên trong đó đó. Quý vị phải tôn trọng những cái quy định là thứ nhất. Thứ hai thì quý vị phải tuân thủ về những cái quy tắc về cộng đồng, chẳng hạn như là cái việc đón tiếp khách nè, vật nuôi nè, hay là cái chuyện chúng ta đóng mở cửa cái giờ giấc nó như thế nào. Thì Thảo Bảo lấy thí dụ như thế này cho quý vị mình dễ hiểu. Khi mà mình mua một cái căn hộ chung cư nha, mà cái sảnh hành lang của mình đó, chẳng hạn như mình có gắn cái máy điều hòa, máy lạnh đi, thì bắt buộc là quý vị phải đóng cái cửa, đóng cái cửa lại nha, không có được mở ra. Mình chỉ mở ra trong cái lúc mà mình bước ra ngoài đó, mình hút thuốc hay là mình cái gì đó đại loại mình giải trí thôi. Rồi sau đó mình cũng phải đóng cửa lại, cái điều đó là bắt buộc. Còn nếu mà quý vị mua một cái căn nhà dưới mặt đất thì mình lúc này mình không có quan tâm về cái chuyện đó quý vị. Và chưa hết nha, một cái nhược điểm thứ ba đó, khi mà chúng ta mua chung cư, quý vị cũng phải tuân thủ về cái quy tắc, chẳng hạn như là tiếng ồn nè. Thứ hai là cái chuyện cải tạo nhà, mà cái chuyện cải tạo nhà quan trọng lắm. Nếu mà quý vị ở mặt đất thì quý vị hoàn toàn mình có quyền mình muốn sửa cái nhà mình kiểu gì kiểu, cái đó là chuyện của mình. Còn khi mà mình ở nhà chung cư á, nếu mà mình muốn sửa cải tạo cái ngôi nhà của mình, nội thất này kia kia nọ theo cái ý muốn của mình, thì lúc này mình phải hỏi, mình phải xin phép, xin phép ai? Xin phép ban quản lý của cái căn hộ đó quý vị. Chừng nào mà người ta cho phép mình đó thì mình mới được sửa nha. Và đó là cái ưu điểm và cái nhược điểm khi mà quý vị xác định mình về Việt Nam, mình hồi hương, mình mua một cái căn hộ chung cư, thì mình phải ở đâu đó mình cần phải biết những cái điều này nha quý vị nha. Và kính thưa quý vị, trong cái trường hợp nếu như mà quý vị đang đắn đo, mình không có biết là mình nên mua căn hộ chung cư hay là mình nên mua nhà ở riêng lẻ hay là nhà ở độc lập đó quý vị, thì Thảo Võ nghĩ là quý vị phải cần nghe qua cái ưu điểm và cái nhược điểm. Nó như thế này đây. Đối với nhà ở độc lập đó thì nó trái ngược hoàn toàn so với cái căn hộ chung cư quý vị. Chúng ta hoàn toàn có thể nè, thứ nhất mình có thể nắm được cái quyền sử dụng đất là thứ nhất. Khi mà mình mua nhà trên mặt đất thì quý vị cũng sẽ có được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái giá trị của mảnh đất đó nó sẽ tăng lên, tăng giá lên theo cái thời gian quý vị. Nó không có bị mất giá như là chung cư. Và thứ hai đó là cái sự thoải mái, cái sự tiện lợi. Nó sẽ khác chung cư. Khi mà mình ở nhà mặt đất thì mình hoàn toàn mình có thể, chẳng hạn như là cái việc kinh doanh, cái việc mua bán, mình có thể mở một cái gì đó mình buôn bán, mình kiếm tiền. Từ đó thì mình có thể mình tiết kiệm được tối đa cái chi phí quý vị. Khi mà mình ở nhà mặt đất nha, hàng tháng thì quý vị cũng không phải mình mất một cái khoản chi phí nào, chẳng hạn như là cái tiền quản lý, cái tiền bảo vệ hay là cái tiền bảo trì như là chung cư đó, thì mình phải tốn tiền đó. Còn bây giờ mình mua nhà mặt đất thì mình không phải tốn tiền đó. Còn nói về cái sự riêng tư, cái sự thoải mái thì thực sự ra thì nó cũng cao hơn quý vị. Nếu mà ở chung cư đó thì quý vị phải sống vì tập thể ha, để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh, những cái phòng xung quanh. Trong khi đó, nếu mà chúng ta mua nhà trên mặt đất, mình xây lên, thì cái sự riêng tư nó cũng độc lập cao hơn quý vị. Còn cái chuyện mà cơ hội đầu tư, kinh doanh, theo cái nhận định của những chuyên gia về địa ốc, về bất động sản hiện nay, thì có thể nói thì nhà ở trên mặt đất quý vị, hiện nay nó đang là một cái hình thức mà bất động sản mà phải nói là tăng giá ổn định nhất nhất hiện nay nha quý vị, so với chung cư á. Tuy nhiên thì nói về cái nhược điểm, ưu điểm thì cũng phải có nhược điểm. Đầu tiên thì phải nói về cái chuyện giá cả quý vị. Cùng một cái khu vực
Nhưng mà cái giá nhà đất thì bao giờ nó cũng sẽ cao hơn, nó cũng sẽ mắc hơn so với những cái căn hộ chung cư hết. Do đó là với những gia đình nào, những quý vị nào mà mình có cái nền kinh tế không cao đó, thì cái việc lựa chọn mua một cái căn nhà trên mặt đất thì thực ra nó cũng khó khăn lắm. Thậm chí đó, nếu mà mình mua một cái căn nhà mà được cái giá phải chăng đi, chẳng hạn vậy đi, thì quý vị cũng phải chấp nhận là mình sẽ phải ở xa cái khu vực trung tâm. Giao thông thì đôi khi nó không có được thuận tiện quý vị. Còn về cái vấn đề an ninh đó, thì so với chung cư, khi mà chúng ta mua nhà ở riêng lẻ, nhà độc lập, thì thực ra nó cũng kém an toàn hơn. Kém an toàn hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là thông thường chung cư sẽ có những người bảo vệ, người ta quản lý. Còn nhà ở thì khi mà mình đi đâu xa nhà lâu ngày đó, thì mình cũng rất là khó có thể nào mình an tâm được. Không biết nhà mình có trộm cắp giật giọc gì không, ăn trộm ăn cắp gì không, mình không biết. Cái đó là mình không an tâm đó. Còn một cái nhược điểm kế tiếp mà mình có thể kể đến đó quý vị, về cái điều kiện thì thực ra nó không quá thuận lợi đâu. Về cái việc lựa chọn nhà ở riêng lẻ nè, đôi khi là bắt buộc quý vị phải chấp nhận mình ở xa trung tâm. Mà khi mà mình ở xa trung tâm đó, thì chẳng hạn như là những cái bệnh viện thì nó cũng ở trong trung tâm. Khi mà mình di chuyển thì nó cũng khó khăn hơn quý vị. Thậm chí thì cái giao thông nó cũng cản trở nữa. Trình độ dân trí ở những cái khu vực xa trung tâm thì thực ra nó cũng không có đồng bộ. Và điều đó thì nó cũng khiến cho cái cuộc sống sinh hoạt của mình nó cũng không mấy phù hợp đâu. Như vậy thì thực ra mà để mà trả lời cho cái câu hỏi mình cần phải mang bao nhiêu tiền về để mà mình đủ mình mua nhà đó, thì trước tiên quý vị hãy chọn cho mình được một cái phương hướng mà mình chọn mình mua nhà chung cư hay mình mua nhà đất. Mình chọn trước một cái đã, thì mình mới biết được cái giá tiền và cái số tiền mình cần đem mang về là bao nhiêu quý vị. Chứ mà đôi khi mà mình nói về cái chuyện giá cả hay là số tiền mà mình đem về đó là bao nhiêu đó, thì đôi khi nói thì nó vô chừng lắm. Được rồi thì Thái Vọt cũng có tư vấn đó. Đối với nhà ở độc lập nha, thì khi mà quý vị muốn về đây, mình muốn mua nhà đi, mình muốn có tiền mình xài hàng tháng luôn nè, bằng cách là mình gửi nhà băng, mình kiếm lãi. Rồi cái tiền sinh hoạt, chi tiêu này kia nọ, đại loại quăng, xe cộ đi đứng đi, thì cũng phải mua. Thì ít nhất làm gì làm quý vị, tổng cộng tất tần tật hết mấy cái đó đó, thì mình đem về khoảng 300 ngàn đổ lên thì mới sống nổi quý vị. Đó là đã nói luôn cho cái chuyện mà mình mua nhà, mua xe, mình gửi nhà băng, rồi tất tần tật những cái chi phí nha. Còn mấy cái chuyện mà thủ tục giấy tờ thì thực ra thì quý vị cũng đừng có lo. Khi mà mình mua nhà thì sẽ có những người mà người ta làm bên bất động sản, người ta sẽ lo cho mình hết thôi. Chỉ cần mà mình ưng ý, mình ok mọi thứ hết, thì coi như thì ở đây người ta cũng hoàn tất cho mình. Thì bây giờ mà đầu tiên thì mình có tiền trước đã, phải không? Mọi chuyện bây giờ thì có dịch vụ hết, luật sư người ta cũng lo cho mình hết quý vị. Như vậy thì cô chú anh chị đã nghe qua một số cái thông tin mà Thái Võ đã tư vấn. Và nếu như mà trong cái quá trình tư vấn đôi khi là có một số điểm nó chưa có được đúng hay là nó chưa có được phù hợp, thì cũng mong quý vị có thể góp ý mình sửa lỗi, mình bổ sung cho. Và nếu như mà quý vị nhận thấy video chia sẻ ngày hôm nay là hữu ích, thiết thực, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những thông tin kế tiếp. Và bây giờ thì cũng không biết nói gì hơn, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết thông tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp. Xin chào quý vị. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.